5 bãi biển nguy hiểm nhất trên thế giới. Những mệt mỏi trong cuộc sống cũng là điểm đến yên tĩnh, tuyệt vời giúp cho chúng ta tạm quên đi những vấn đề bức xúc, phiền muộn hàng ngày của chúng ta. Đôi khi với một cuốn sách hay và đôi khi chỉ cần đánh một giấc dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng các bạn ơi, không phải tất cả các bãi biển đều đơn giản và an toàn cho bạn. Vì thế ngày hôm nay, Daily AZ sẽ cung cấp cho bạn video 5 bãi biển nguy hiểm nhất trên thế giới. Trước khi chúng ta bắt đầu với video hấp dẫn này, đừng quên bấm nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi ngày với những video hay nhất mà chúng tôi xuất bản. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nào! Số 5. Reunion. Được gọi là hòn đảo nguy hiểm nhất trên thế giới, Reunion nằm ngoài khơi cách bờ biển Nam Phi 2.100 dặm. Trong 7 năm qua, ở đây đã có nhiều vụ cá mập tấn công con người và nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên hành tinh. Và với một biên độ rất rộng, đã có hơn 20 vụ tấn công và 9 người thiệt mạng kể từ năm 2001. Gần 15% các vụ cá mập tấn công gây tử vong trên trái đất trong 8 năm qua đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển của hòn đảo 40 dặm này. Các cuộc thi bơi lội và những nước sóng mở rộng đã bị cấm ở hầu hết các khu vực từ năm 2013. Nhưng những con người yêu thích biển và đại dương thường bỏ qua những quy định của chính phủ. Người dân trên đảo và các quan chức chính phủ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tốt nhất để đối phó với vấn đề chết người này. Số 4. Vịnh Tribulation. Vịnh Tribulation nằm ở Bắc Queensland, Úc, và tên của nó được dùng như một lời cảnh báo du khách đến đây. Sứa, rắn có nọc độc, cá sấu, và đặc biệt là sự xuất hiện của đà điểu đầu mèo, loài chim bản địa to lớn không bay được của hòn đảo này. Chúng sẽ tấn công con người với móng vuốt dài khi chúng bị đe dọa. Hầu hết chúng có mặt ở khắp các bãi biển trên hòn đảo này. Loài chim đặc biệt này nặng hơn 160 cân Anh. Bị sứa tấn công cũng thường xuyên xảy ra ở đây và du khách ở đây cũng được cảnh báo bằng các hiệu màu vàng ở khắp các bãi biển. Số 3. Newsminer. Bất cứ khi nào bạn thấy các bản hiệu trên một bãi biển ghi dòng chữ cảnh báo sinh vật biển nguy hiểm, tốt nhất bạn nên cẩn thận và đề phòng khi bạn đang ở dưới nước. Một số người cho rằng nơi đây là kinh đô bị cá mập tấn công của thế giới. Bãi biển Florida này là một trong những địa điểm đáng chú ý nhất trên hành tinh về các cuộc tấn công của cá mập. Kể từ những ghi nhận bắt đầu trở lại vào năm 1882, bãi biển Newsminer đã ghi nhận hơn 240 vụ cá mập tấn công riêng lẻ. Và riêng năm 2008 đã có 24 vụ cá mập cắn và tấn công đã được ghi lại bởi những người đi bơi. Đáng kinh ngạc hơn là trong khi con số rất lớn các cuộc tấn công đã được ghi nhận nhưng không ai trong số họ tử vong. Số 2. Đảo Hut. Đảo Hut thuộc sở hữu của Úc nhưng nó thật sự gần Astarkina. Với điều kiện băng giá, thoạt nhìn, có lẽ bạn sẽ không xem nơi này như một điểm đến lướt sóng hoang sơ. Tình trạng hạ thân nhiệt là một mối đe dọa thực sự và thường được báo cáo bởi những người đến để đi lướt trên những con sóng băng giá. Vậy tại sao lướt sóng ở đây? Nước ở vùng biển này lạnh đến chết người, hầu như đều dưới 0 độ C. Nhưng rõ ràng, trải nghiệm lướt sóng ở vùng mồm xa xôi, hẻo lánh rất hấp dẫn đối với các kỳ cựu thể thao và những người yêu thích sự mạo hiểm. Sẽ càng tiếp thêm sức mạnh cho họ. Một trong những dữ liệu tuyệt vời để đảo Hut là nó thực sự là một ngọn núi lửa. Và đó chính là một sự hấp dẫn đối với những du khách thích tìm kiếm địa điểm mới để khám phá và trải nghiệm. Số 1. Prayer Zipline. Nằm ở miền Nam Mexico, Prayer Zipline có biệt hiệu đáng buồn, bãi biển của chết chóc. Với một cái tên như thế, bạn sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ tránh xa, đúng không nào? Mặc dù vậy, các cảnh quan tuyệt đẹp trên bãi biển hoang sơ làm khách du lịch ngẩn ngơ. Bất chấp chuyện gì xảy ra, họ sẽ thích thú khi được vui đùa ở nơi này. Mặc dù vậy, nước biển ở đây là một câu chuyện khác. Người đi bơi thường xuyên bị chết đuối ở đây vì một dòng chảy ngầm lạ và rất mạnh gây ra bởi những con sóng khổng lồ. Vì có nhiều người chết đến nỗi, người dân địa phương quyết định thành lập một đơn vị cứu hộ được đào tạo một cách bài bản. Kể từ khi có mặt đội cứu hộ vào năm 1995, số người chết đuối mỗi năm đã giảm một nửa.
Tuy nhiên, vẫn còn được khuyến nghị cao là chỉ bơi vào những thời điểm cụ thể và mực nước được cho phép và không bao giờ mạo hiểm ra bất cứ nơi nào một mình. Như bạn có thể thấy đó, các bãi biển trên thế giới có thể cho ta những vẻ đẹp và nỗi đau. Thật thú vị khi chúng ta có được những khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn cùng bạn bè trong làn nước, nhưng bạn hãy nhớ luôn luôn chú ý đến các biển báo và sẽ luôn tốt cho bạn khi bạn tuân thủ những cảnh báo của người dân địa phương. Và đó là danh sách của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích danh sách này, hãy like và share với bạn bè của bạn. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh, bạn sẽ không bao giờ phải bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị của chúng tôi.